Kính chào quý vị và các bạn. Sang ngày hôm nay, mưa ở khu vực Trung Bộ đã giảm hẳn. Ở trên ảnh mây vệ tinh này, quý vị có thể thấy là từ sáng cho đến chiều nay, khu vực Quảng Trị cũng như là Phú Yên, Khánh Hòa thì đã có mây gây mưa, nhưng chủ yếu là những cơn mưa rào nhẹ thôi. Mưa giảm thì lũ trên các sông đều đã xuống. Trong đó sông Côn ở Bình Định sau khi đạt đỉnh vào đêm qua thì mực nước cũng đang xuống dần. Dự kiến là đêm nay rạng sáng mai sẽ còn ở mức là dưới báo động 2 và đến chiều mai thì chỉ còn ở trên mức báo động 1. Nước ngập ở những vùng trũng thấp ven sông rút dần. Sang ngày mai, các thành phố Thanh Hóa và Vinh trời nhiều mây, khá là lạnh với mức nhiệt khoảng 22 độ. Trong khi đó, Đồng Hới và Huế đôi lúc vẫn có mưa nhỏ, gia tăng cảm giác lạnh, nhiệt độ không quá 24 độ. Với Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì nắng mưa đan xen, nhiệt độ khu vực này là 26 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì ngày mai ít mưa, trời nắng từ sáng đến chiều. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột xuống Gia Nghĩa là 26 đến 28 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn, phổ biến mức nhiệt là 31 đến 33 độ. Bắc Bộ đêm nay và sáng sớm mai sẽ có mưa nhỏ, gia tăng cảm giác rét buốt. Đến trưa chiều mai trời nhiều mây và vẫn rét. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố khác của miền Bắc là từ 17 đến 21 độ. Chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa dự báo ít mưa nhưng lưu ý là gió đông bắc vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quanh huyện đảo Trường Sa thì tiếp tục cảnh báo mưa dông, đề phòng lốc xoáy và sấm sét nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.